Mời bạn nam. Mời các bạn. Mời bạn nữ. Rồi, mời bạn giới thiệu về mình. Em xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Cát Tường, xin chào bạn nữ và xin chào tất cả mọi người trong trường quay. Em tên là Nguyễn Đặng Tuấn Anh, em năm nay 33 tuổi, em đến từ Vũng Tàu, nhưng mà quê gốc của em ở ngoài Bắc. Hiện nay bạn làm công việc gì? Em là kỹ sư xây dựng. Kỹ sư xây dựng. Làm việc ở Vũng Tàu, luôn hả bạn? Dạ không, em hiện tại đang làm việc và sinh sống ở trên thành phố Hồ Chí Minh luôn chị. Ở quận mấy? Dạ, nhà thì ở Tân Phú nhưng mà làm việc ở bên Thủ Đức. Trời ơi, sao lòng vòng tùm lum hết vậy nhỉ? Mời bạn nữ giới thiệu. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh, em chào chị Cát Tường cùng quý vị khán giả và bạn nam bên kia ạ. Em tên là Nguyễn Thị Thanh Tuyền, năm nay em 28 tuổi. Em đến từ Phú Yên và đang công tác tại thành phố Hồ Chí Minh. Em làm công việc là phòng mua hàng ạ. Làm việc ở đâu em? Dạ, em làm việc ở quận 9 và em ở Thủ Đức. Vậy là cũng đâu gần, có dính được Thủ Đức, quận 9 là cũng gần đó. Dạ. Ưu điểm, khuyết điểm của em là gì Tuyền? Dạ, ưu điểm của em là người rất hoạt bát và nhanh nhẹn, năng động, cũng nhiệt tình trong công việc nữa. Nhược điểm của em là em nói rất là nhanh. Với lại mà ra trúng đài thì em nói rất là nhiều. Em có thích hát karaoke nên mỗi lần mà em hát một mình thì em hát hơn 3 tiếng đồng hồ. Bây giờ em thử hát 3 phút coi. Ngồi hát mình ơi, 3 dạ. tiếng vậy hả? Dạ. Hát hết bài này qua bài nọ vậy đó hả? Dạ, hát hết bài này qua bài nọ. Rồi hát thử một đoạn nào đó mà em thích. Dạ, em xin hát bài hát Cô Gái Đến Từ Hôm Qua. Rồi. Một đoạn ạ. Và rồi ta hứa sẽ quay trở lại vào một ngày mới như hai người bạn. Một ngày đã quên tất cả lại nhớ về nhau cùng năm tháng của nấu thơ. Hèn chi, hát 3 tiếng là đúng rồi, giọng hát rất là trầm ấm ha. Rồi còn cái khuyết điểm gì nữa không? Em rất thích ăn uống nhưng mà em nấu ăn không được ngon. Đó là lời nhận xét của bạn bè thôi, tuy nhiên em thấy là mình nấu cũng ngon. Đúng không? Món gì, ví dụ ngon những món gì? Dạ, như quê em là nổi tiếng là hải sản, em nấu là chủ yếu là các món cá như là cua rồi ạ. Cá, cua hấp thôi, cá hấp luôn hả hay dạ, sao? Dạ không, cá ngừ, sốt, cà chua. Tưởng đâu cua hấp, cá hấp là đặc lần sở trường của em chứ. Dạ. Rồi, giờ hỏi cho vui vậy thôi ha. Rồi, mời bạn nam. Em thì không có ưu điểm gì nhiều, nhưng mà nhược điểm thì như là hơi nhiều. Rồi. Một vài cái cụ thể. Dạ, thứ nhất là em vẫn còn ăn hút thuốc, chưa bỏ được. Hút thuốc. Em có điểm yếu nữa là những cái gì về âm nhạc hay nghệ thuật á là em nó không quen em. Đúng rồi, em không quen nó, em không quen bà con gì hết. Dạ không, mà cái ngoại ngữ cũng vậy, em cũng có tính hậu đậu á, tính em là muốn làm ngay. Ví dụ như mà có cái việc gì đó là muốn làm ngay thì nhiều khi nó làm vội quá thì nó sẽ dễ hỏng việc, chứ mình từ từ chậm lại thì nó sẽ dễ thành công hơn. Vậy thì phải có một người kèm em. Đúng rồi. Có người kèm thì nó đỡ hơn. Còn ưu điểm thì em chỉ được cái tính em nó dễ gần, dễ tiếp xúc với mọi người, hiền nữa đúng không? Cũng hơi hiền. Hơi hiền đấy. Nói chung là trong công việc hoặc là trong cái gì á, nếu mà em giúp được thì người khác nhờ thì em sẽ giúp nhiệt tình, giúp hết mình. Nhất hình như hết. Thôi bây giờ em chỉ thấy có nhược điểm lớn nhất là bỏ thuốc thôi. Em trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em thì được ba mối tình. Khá dữ ta, 3 mối tình. Mối tình là nào dài nhất? Chắc là mối tình dài nhất thì nó là thời trời kiểu học sinh á. Còn học sinh bỏ qua đi. Mối tình mới nhất đây nè. Mối tình mới nhất thì chắc được hơn một năm. Bọn em chia tay cũng khoảng 2.5 năm rồi. Lý do? Công việc của em là nó đi xa, mà bạn nữ thì ở ngoài miền Bắc nữa. Em thì có xu hướng là muốn vào trong này lập nghiệp và gần gia đình ở trong này hơn. Hai đứa nó không đồng quan điểm. Nhưng mà nói chung là lỗi cũng là do nam nhiều hơn, chứ không thể nào trách các bạn nữ tốt. Được. Nam biết nhận lỗi là tốt. Chia tay xong đừng đổ thừa bạn nữ được rồi. Coi như sao mà cách lòng với lại cái quan điểm nó không có hợp với nhau ha. Dạ, đúng rồi. Thôi, mời bạn gái. Dạ thì em trải qua 2 mối tình rồi chị. Tất cả là đều thời sinh viên hết. Mối tình thứ nhất là tụi em quen nhau 3 tháng. Mối tình thứ hai là được 3 năm. Quen 3 năm. Lý do tại sao chia tay? Bởi vì lúc ra trường thì bạn nam là muốn về quê lập nghiệp, nhưng mà quê là ở Hà Tĩnh, cũng xa, mà em thì lại muốn phát triển ở thành phố Hồ Chí Minh, nên tụi em cũng quen xa và chia tay. Rồi từ đó đến nay là được bao lâu rồi? Dạ từ đó đến nay là 5 năm đó chị. 5 năm? Dạ. 5 năm qua không có ai để ý mình hết trơn hả em? Có thể có người để ý mà em không để ý người ta, còn có người em để ý mà người ta không để ý em. Khổ ha. Dạ. Theo tình thì tình, phụ phụ tình thì tình theo ha. Bởi vậy mới nhờ tới chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò.
Rồi bữa nay muốn tìm người như thế nào? Ngoại hình là cao hơn em, phải 1m65 trở lên. Rồi. Vui vẻ, hoạt bát. Đừng có nói nhiều quá, tại vì em nói nhiều rồi. Ngoài ra là anh đó là phải chững chạc, phải trưởng thành. Có cái điều gì em không thích ở người bạn trai? Em không thích bạn trai đeo quá nhiều trang sức. Đeo trang sức hả? Bên kia dạ. Có đeo trang sức không? Con trai mà đeo trang sức nhiều thì cũng là hơi nữ tính, giới tính hài hòa lắm. Bên đây không có đeo gì trơn á. Ngoại trừ đeo một cái trang sức là mắt kiến thôi. Đừng có mùi cơ thể quá nặng. Mùi cơ thể hả? Dạ. Chờ chút. Có mùi gì đó? Không, mùi hàng rào. Còn gì nữa? Bạn trai đừng xăm chỗ ạ. Không có. Mắt cỡ em chưa có xăm. Không có xăm gì hết. Dạ không xăm gì hết. Được chưa? Dạ được chị. Dạ đủ chuẩn hết rồi ha. Bên bạn trai đạt được bao nhiêu phần trăm yêu cầu của bạn gái? Cái gì? Thôi 70 thôi anh. Mấy? Chi cao dữ vậy? Thôi lấy 70 thôi. 70%. 70%. Từ 70 trở lên. 70 là tốt rồi. Dạ. Ngon lành. Vượt mức trung bình rồi anh ơi. Rồi yêu cầu của bạn trai thì sao nè? Yêu cầu của em thì nó đơn giản lắm. Ngoại hình thì em cũng thích bạn nữ cao 1m55 trở lên. Da trắng trắng thì xíu. Da trắng. À. Về tóc tai, quần áo hoặc là bạn ấy xăm hình hay không thì em không quan trọng. Tại vì xăm nó cũng có một chút đẹp. Nên là em cũng thích xăm nhưng mà chưa dám xăm thôi. Xăm cái tim này giữ trắng. Còn gì nữa không? Dạ hết rồi. Thôi nói chung dễ. Rồi, để anh kiểm tra thử xem sao nha. Ồ, dạ, chào bạn gái. Dễ thương quá. Dạ em cảm ơn. Bên hàng rào nhìn qua dễ thương như thế sao? Hơn 55 mà. Dạ không anh, em mới có 1m5 à. 1m5 đúng luôn. Đúng tiêu chuẩn 1m5 được không? Cái này cũng do nếu mà mình yêu thì cái gì nó cũng dễ. Đúng rồi, nói chung chiều cao không quan trọng. Quan trọng là tấm lòng thôi mà. Dạ. Quất vô đôi dạng phân là dư 5 phân là... Bên đây chỉ có một nhược điểm mà nãy giờ băn khoăn bên đàn trai thôi, đó là hút thuốc. Hút thuốc thì có thể từ từ bỏ được. Hút thuốc quá nó khắm vô người, nó hôi luôn á. Mùi thì không thấy, nãy giờ anh không thấy mùi đó. Không có sao chứ á. Dạ. Nhưng mà mùi chính là mùi đàn ông là mùi cũng dễ nhớ lắm. Ôi, dễ giỡn. Nhiều người phụ nữ rất là mê mùi đàn ông. Mùi đàn ông là khác nha. Mùi đàn ông. Vậy anh Linh là có mùi đàn ông ha? Anh hả? Anh cũng lộn xộn nhiều mùi lắm. Mùi linh hoạt. Mùi linh hoạt lắm, bữa mùi này mùi kia. Nhưng mùi đặc biệt thì không có. Em có ghen không? Em ít khi ghen lắm. Tại sao anh hỏi như thế? Bên đây là kỹ sư xây dựng. Thành ra bạn ấy hay thường xuyên đi trên các gọi là tỉnh này tỉnh kia. Cũng có giao tiếp này kia. Không ghen ha? Dạ. Đàn trai chịu đàn gái rồi đó nha. Cho đàn gái qua coi mắt đàn trai với đàn trai bên đây hiền lắm à. Coi. Em chào chị. Trời. Hơi ốm ha. Dạ em hơi ốm. À. Bao giờ thì em tiến tới hôn nhân được? Em nghĩ thì cái này phụ thuộc bên bạn nữ. Nếu mà hai người hợp á thì lúc nào bạn nữ đồng ý là có thể tiến tới. Mà em có tính là lập nghiệp ở đâu? Tại bạn nữ chỉ muốn lập nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh thôi. Em là cũng từ ngoài Bắc chuyển vô. Ngày trước là em làm ngoài Bắc nhưng mà em muốn lập nghiệp bên này nên em chuyển vào chi nhánh. Nhưng mà chị nghe là ba mẹ em ở Vũng Tàu. Dạ đúng rồi. Thì mình có ý định là về Vũng Tàu làm dâu không? Dạ không, nhà mẹ em không thích ở chung với con dâu với con trai. Thích luôn. Thỉnh thoảng gặp nhau thôi chứ. Thăm chơi thôi đúng không? Em đã sẵn sàng những gì cho đám cưới chưa? Nếu mà cho khoảng 6 tháng thì em nghĩ là về cái phần chi phí và đám cưới là em lo được. 6 tháng đến 8 tháng là ok. Còn nhà thì nhà em có một căn nhà nhỏ bên Tân Phú này. Có nhà bên Tân Phú luôn rồi. Dạ rồi, mấy anh rồi. Em đang ở đó. Giỏi quá ha. Đâu, cái này không phải của em. Nhà chung mấy anh em Hùng hả? Dạ không, của ba mẹ. Của ba mẹ. Mình phải phấn đấu có một cái nhà riêng. Trong vài năm mình phải lên kế hoạch. Tại kỹ sư xây dựng đâu muốn xây đúng không? Là xây rồi mình đúng đó không? Phải xây cho người ta dễ rồi xây cho riêng mình á thì mình phải có kế hoạch. Bạn có cái tật xấu gì nãy giờ bạn chưa khai không? Tật xấu à? Em nhiều tật xấu lắm, cái gì cũng có đó. Tôi nghĩ bạn mà bị ốm như vậy á là cũng lý do là bạn bị hút thuốc nhiều quá. Mà hút thuốc nhiều quá nó ảnh hưởng đến những người xung quanh nữa. Nếu như bây giờ bấm nút nè, hẹn hò nè, em nhắm bao lâu bỏ được thuốc? Em có hứa với mẹ em rồi. Hứa mẹ xưa rồi. Mẹ là có nói là bỏ thuốc nhưng mà em hứa với mẹ là chừng nào mà con có người yêu mà xác định cưới á là lúc đó bỏ hẳn luôn. Rồi. Nữa. Hy vọng là hôm nay sẽ có động lực bỏ thuốc lá. Cố lên nha em, cứu một người và cứu cả nhiều người xung quanh. Hôm nay mình đi với ai cơ? Hôm nay em đi với ba em gái và đồng nghiệp, bạn thân, bạn cùng dãy trọ đông lắm chị. Gia đình đi đông quá, có ba em ha. Chào chú. Chào chú. Kính chào MC Quyền Linh và MC Cát Tường. Chú thấy con rể tương lai mình thế nào? Qua thông điệp của Tuấn Anh thì tác phong thì cứng chạc,
Tính cách thì qua giọng nói thì cũng có điểm hiền lành, tôi thấy rất được. Nếu mà hai đứa có tâm đầu thì sẽ tìm hiểu đi đến với nhau. Dạ, cháu chào chú. Cháu hứa với chú nếu mà cháu và em có cơ hội tìm hiểu nhau và đi đến được cuối cùng thì cháu hứa sẽ chăm sóc tốt cho em bằng hết chính cái khả năng của mình và hết sức mình có thể. Nhưng mà nhà chú Phú Yên đó, có thích ra Phú Yên không? Mấy năm trước em đi công tác ở Quảng Ngãi ấy, thì cái mạng Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên là em rất 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 thích những người ở khu vực đấy. À, rất thích có ấn tượng đặc biệt với con người ở khu vực đấy. À, người Phú Yên là dễ thương lắm á. Dạ em biết. Vậy là chú ủng hộ con rể tương lai ha. Ủng hộ. Dạ, cảm ơn chú. Anh trai đi với ai? Dạ em đi với một đứa em ruột và một đứa em họ. Dạ, xin chào anh Quỳnh Linh, chào Cát Tường. Dạ, chào em. Chào chị và toàn thể mọi người trong trường quay hôm nay. Nếu mà nói về ưu điểm của anh em á, mà anh ở nhà rảnh rỗi á, thì anh hay dọn dẹp nhà, rồi với cả là nấu ăn ngon lắm, chị yên tâm. Anh em là nấu ăn số 1 đó chị. Hay quá. Với cả anh em có một cái nhược điểm là tại vì á, cái vấn đề công việc nhiều quá, nên anh không muốn chăm lo cho bản thân lắm, nên là đến giờ mới chưa có bạn gái lại á. Bên đây thì em thấy chị dễ thương, nói chuyện hiền, và em thấy là cũng đầy đủ tiêu chí mà anh em muốn á. Em thấy anh chị mà nên cho nhau cái cơ hội để tìm hiểu nhau, và nếu mà có duyên phận với nhau thì sẽ nên vợ anh chồng với nhau ạ. Rồi, cảm ơn em. Rồi, bây giờ tôi sẽ mở hàng rào ra để các bạn tiếp cận gần hơn và chia sẻ nha. Mở hàng rào. Đó. Lần đầu gặp mặt anh có khỏe. Lần đầu gặp em thấy anh thế nào? Dạ anh là người chững chạc. Dạ ít nói. Không, anh nói nhiều lắm ấy. Chẳng qua không có cơ hội để anh nói nhiều thôi. Mở quà đi em. Hôm nay chị em thấy xin phép được giống mở như quà. Là mặc áo tình nhân vậy đó, mặc áo cặp vậy đó. Rồi hộp quà cũng xanh luôn nữa, màu xanh hy vọng. Một đó hoa. Ồ đẹp quá. Dạ. Một bó hoa hồng. Hy vọng cảm nhận quà của mình bạn trai cũng có nào? Cơ hội để tặng em nhiều đó hoa như thế này hơn. Dạ, em cũng rất thích hoa sáp ạ. Thế công việc của em hiện tại bây giờ như thế nào? Dạ, công việc của em thì làm theo giờ hành chính. Dạ, từ 8 giờ tới 5 giờ. Em được nghỉ chủ nhật và chiều thứ bảy. Công việc của anh ấy, nó không phải cố định là giờ hành chính. Có khi anh phải tăng ca, anh làm đến tối cơ. Chủ nhật là em rảnh cả ngày đúng không? Dạ, đúng rồi, dạ, chủ nhật thì em rảnh. Có khi chủ nhật mình sẽ đi chơi được nhiều hơn. Dạ. Em ở trong đây ấy, thì nhà em ở Phú Yên là bao lâu em phải về một lần? À, thường thì em về thăm nhà là dịp lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 hoặc là Tết thôi anh. Mà thế gia đình em cũng đơn giản lắm. Thế con rể Phú Yên thì phải làm những gì? Con rể Phú Yên thì cũng giống như những người con rể khác thôi, cũng đơn giản thôi anh. Về thăm nhà cùng với em chứ không có lễ tiết. Chỉ thăm nhà thôi hả? Dạ đúng rồi. Nhiều lên, thêm nhiều. Ba em rất thích trồng cây cảnh anh. À. Mấy chậu bông á, có thì anh phụ giúp cái đó cũng được. Để Phú Yên có khó chút xíu đi, để tưởng dễ nó về hoài đó. Anh có thích đi du lịch không anh? Ngày xưa thì còn đi nhiều, nhưng dạ. Bây giờ bạn bè nó lấy vợ hết rồi, đi với ai được. Bây giờ anh toàn ở nhà thôi. Tại vì em cũng rất thích đi du lịch đó. Nếu như có thể thì... Em đã đi được đến đâu rồi? Em đi được một số khu vực ở trong ở Việt Nam và mấy nước Đông Nam Á ha. Đi nước ngoài hả? Dạ. Anh dốt tiếng Anh lắm nên là anh ngại đi nước ngoài lắm. Tiếng Anh em thì cũng khá khá nên nếu như đi thì em sẽ lo cái đó. Khôn quá. Đúng nguyện vọng rồi. Nếu mà mình đến được thì em thích con trai con gái. Con trai con gái thì cũng được anh, tại vì con của mình chưa đâu phải con của người khác đâu. Anh thì quan điểm của anh là anh thích giống con giống anh Linh là hai cô con gái. À con phải Linh. Anh thích con gái hơn nhà con em trai. Là ba đứa con gái anh. Cũng được, không sao cả. Nhà anh ai cũng thích con gái hơn con trai. Rồi bây giờ mình chia sẻ cũng nhiều rồi, mỗi người nhìn thẳng vào mắt nhau, nói một câu thôi, cảm xúc của mình hiện tại như thế nào? Con trai xây dựng thì nó hơi khô khan, nó cũng không có lãng mạn. Nhưng mà nếu mà mình hẹn hò với nhau ấy, anh nghĩ là anh sẽ dành tất cả những cái gì mà anh có thể làm được cho người mình yêu. Anh tin là nếu mà mình tìm hiểu kỹ mà đi được đến với nhau ấy, anh có thể chăm lo cho em được. Rồi, yên tâm, anh ấy là kỹ sư xây dựng. Anh ấy sẽ xây dựng cho em một ngôi nhà tình yêu. Ở nơi đó có tiếng cười của trẻ thơ, ở nơi đó có đầy đủ những điều mà em muốn. Để tay nút bấm với chàng trai bên kia, tay trái. Sau khi trò chuyện, sau khi khảo sát hai bên gia đình, chúng ta suy nghĩ thật kỹ. Bởi đây là tình yêu, là hạnh phúc của các bạn.
1 2 3 Hết thời gian. Rất là xứng đôi. Âm tài nhau. Sự trùng hợp rồi. Ha. Bây giờ á là bắt đầu là xin phép chú nè. Ngày hôm nay chính thức tại bạn muốn hẹn hò, xin chú là cho phép chúng con quen nhau và tìm hiểu nhau. Và xin phép chú con hung bạn gái gái. Nói xin phép chú từ bây giờ là cho cháu được phép tìm hiểu bạn. Chú đồng ý. Còn vế nữa. Cháu xin phép được hôn bạn. Chú đồng ý. Chú đồng ý luôn. Đó. Cháu xin phép bạn. Trời ơi, dễ thương quá. Phải nói tất cả các bậc cha mẹ đều rất hạnh phúc trong những giờ phút này. Có thể nói đây là một cơ hội để các bạn có thể tiến xa hơn trên đường hạnh phúc. Được sự ủng hộ của gia đình, của tất cả mọi người nha. Chúc các bạn sẽ sớm gửi thiệp cưới cho chúng tôi nha.